Đây, bác sinh Hạ Long nhé, đang sử dụng viên nén cho ô tô này, là đang sử dụng lần thứ hai để lần này. Lần đầu tôi thấy rất hiệu quả, xe đi khỏe hơn, máy êm hơn. Tôi tin tưởng sản phẩm này tiếp tục sử dụng. Đấy, lần thứ hai bác vẫn cho 4 viên cho nó sạch hẳn cái khoang máy để cho nó tiết kiệm nhiên liệu cách tối đa. Sẽ cho 3 viên. Xe tôi xe đi 14 lít xăng. 14 lít xăng. Bây giờ đi còn 10 lít. 100 cây. Thế là bác đi 100 cây đã tiết kiệm được 4 lít. Máy rất khỏe.